ở nhà nhá. Vâng. Hôm nay con ở nhà cứ phải nấu cơm này, đun nước cho mẹ nhá. Vâng. Bố con gái đi lấy quỵ. Vâng. Đi về nhà có cơm ăn ngay. Nha. Vâng. Gái đi nha. Vâng. Con ở nhà hôm nay nấu cơm cho bố chưa? Cho được hết chưa? Nấu cơm chưa? Sáng nay bố bảo rồi, nha. Bố xem nào. Nào, giờ cơm có nấu đâu? Nào. Nào. Bực lắm bố. Con ở nhà bố bảo nấu cơm các thứ nhốn nhất rồi. Bây giờ nó cũng tắt hết rồi. Đây này. Đây này. Ở đây cái gì đây? Ở đây cái gì đây? Nào, lại uống rượu tiếp à? Cái con dẻ này. Nào, tôi muốn xem thế nào. Uống rượu thật rồi. Uống rượu thật rồi. Thử. Đi đâu đi. 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 Trời ơi, chúng này bảo cho nước không cho ăn đây. Say rượu lại ngủ thế này à? Ừ. Dậy. Dậy. Chút ngày rượu chè. Chút ngày rượu chè. Ôi, con nghe không? Con còn nghe không? Con còn nghe không? Cái này cái gì? Đỡ hơn chưa? Rồi. Bố đuổi cho cái gì không? Cho cái gì đâu. Thôi. Bố không cho cái gì, đuổi đi còn thôi. Cho cái gì? Không cho cái gì, mình đi đâu đi ăn uống kiểu gì? Bố đuổi đi ở chỗ nấu châu thì đi ở cơm nước đâu quần áo thì có mấy tí quần áo này. Chăn màn nữa. Còn chăn màn nữa nhá. Vậy phải đi rồi. Thế à? Giờ phải ở chỗ châu này thôi. Bố bảo chỗ nào nhỉ? Đây đây nhá. Bố nhà hết nát cái này. Cái gì à? Anh ấy suốt ngày uống rượu. Tại cái này cứt thì đổ quậy. Nát rượu quá. Cái gì mà nát? Thấy chưa? Uống bây giờ ở như này. Uống uống có một hôm uống bao nhiêu? Một hôm. Anh suốt ngày nát rượu không hộ được bố mẹ làm cái gì bây giờ ra thu châu ở đây. Em trả hộ đấy. Em là con gái mà anh là em để ở như này. Tôi bị đi ra ở riêng ở riêng ở có cái gì không? Ở cái chuồng trâu đấy. Nổi có cái gì đâu mà vậy? Anh cứ ngồi mình sống nổi gì vậy? Mẹ này.
đừng có được phá hiểu, mai này còn không có cái gì luôn, nấu ăn cái gì luôn. Làm kiểu này bây giờ làm ăn cái gì, tí nữa phải đi xe mai phải đi cũng đòi vôi đi rồi cái con gạo để nuôi cái bát đũa. Cái màn này còn dùng được không? Cái bát đũa cái có gì ăn gì đây này? Xem cái màn này còn dùng được không? Màn này cái gì vậy đây? Bây giờ không dùng cái này dùng cái nào? Ê! Mệt! Mệt quá cho anh nghỉ đi nhá. Vâng, anh ngủ nhá. Có cái gì đâu. Anh dậy đi. Anh ơi. Ừ. Dậy giờ ăn đói lắm rồi, không đi ăn nhỉ. Xem dậy xem bếp như nào ấy. Đi tìm đá về làm cái kia. Anh đi lấy hoàn đá về xong làm cái kiềng ấy. Làm cái kiềng để đun nước trước đấy. Nước cái gì giờ này phải đi lấy. À, đi lấy rau gì cũng có cái gì này. Lấy cây về làm ăn tạm thôi. Bây giờ anh cứ đi làm đi, đi lấy đá hôm về trước đi. Tính tiếp chứ. Ừ. Rồi em đi lấy củi, tìm củi. Vâng, anh đi lấy củi, anh đi kiếm đá nhé. Ừ, rượu. Rồi, wow. Đây cái này nhá. Anh cứ để đây. Ôi giời ơi. Lấy củi còn được cả khoai à? Em thấy ở đấy có cái. Rồi lấy khoai về làm ăn tạm thôi, nướng tạm xong. Còn nhặt được cái dao nữa này. Ngày mai. Dao mình mang. Xin bố lấy ít. Cái xoong nồi cái gì đó về về nấu ăn mới được. Khoai anh không được. Anh cứ để đấy, anh đi lấy củi về nấu ăn mới được. Khoai không được.
được đâu. Tiền có mà. Tôi ăn mấy quả tạm á. Chồng thì lấy xem xong nồi thì bố về tới nấu ăn. Em đi xin nhá, đi lấy xong nồi nhà bố hai cái rác về nấu. Cả mấy hôm đi làm thuê về mua xong nồi xong. Vâng, chiều mượn hai xin. Mượn hai ba cái xong với nồi rồi. Xin cái nồi đi. Bây giờ em đi nồi nha. Anh với bố đây chưa nhìn nhau được thôi. Thì lấy anh không nữa. Đi cùng em à? Không được rồi. Đây cái chỗ ấy, đang cùng nhau bực mình. Đi đi mà đánh nhau ấy. Hôm qua may rượu say ấy. Đánh rồi. Anh ở nhà nhé. Em vâng. Đi nhà bố xin gạo với lại nồi. So vâng. Nồi ấy. Vâng.
sao cứ đôi người thế nhỉ? Đây này em lấy sắn đây rồi. Anh ơi, đi sắn đi rửa đi. Sao sức cái rượu chè đôi người chả làm được cái gì đẹp. Mày vẫn ăn sắn tiếp à? Chả ăn sắn ăn cái gì? Trời ơi, mày... Cho ăn sắn là mày rồi. Lười, sức cái rượu chè, không có gì ăn thì còn... Buổi tối đéo bị nhiều. Không rửa sắn tí nữa con đi vào đây rửa sắn nhanh. Không làm được con. Rượu chè nhiều đây làm đi đây, dao đây làm đi. Suốt ngày em hầu anh được. Rượu chè nhiều vào rồi ai hộ cho? Bấm là đéo nhiều. Em đi đun bếp đi. Ngắm ngắm cái đéo gì đấy. Rửa sạch nhá. Rửa không sạch lại mà ăn kiểu gì? Ngu gì? Cả buổi rồi cho ăn sắn giờ em lấy về bảo anh làm mấy cái rửa sắn này thôi. Loại gái lẩm bẩm đánh như bây giờ. Rửa sạch nhá. Lấy mấy tí lấy thuê lâu thế. Ngay trên này sai. Chưa chín à? Sợ. Chín thì lấy ra thuê bên đỉnh vào rồi. Chín rồi. Lấy tí để chậm chặt. Bây giờ em đi vuốt làm cái vuốt. Anh còn không làm gì, còn nói em. Chín chưa anh? Em làm đũa xong rồi đấy. Đi lấy cái xe mà chín chưa? Ôi ôi, chín rồi. Được rồi anh ơi. Tối rồi, ăn đi. Đi lấy cái lá chuối kia về dạy. Ăn.
khổ thế nhỉ, bây giờ phải ra ăn sắn này. Mai anh phải đi làm thuê đấy. Ăn đi. Ăn đi. Ăn xong đi ngủ luôn, từ hết cái đuốc này rồi mình ngủ ngoài bụng. Ăn chá ngon thế nào? Cố ăn đi. Tại anh ấy mới ăn cái này ấy, không em ở nhà bố mẹ em được ăn cái này đâu. Bây giờ cứ ăn đi, trong ngày mai đi tiếp. Anh vừa cũng bây giờ anh mà uống rượu nữa thì em cũng không ở với anh được. Ngày mai đến cây về sửa ở nhà này, làm cái tản bát cái gì cũng ở thế này cũng mệt đấy. Ăn sắn làm sao ăn được, muốn ăn tạm bữa đúng không? Mai anh lại kế hoạch làm tiếp. Bố này quá đáng à, bố của quá đáng rồi. Tại anh thôi, chứ đừng có nói bố quá đáng. Nó là bố của anh rồi, là đấm luôn. Tại anh như thế, bố mới chỉ anh không hộ được bố làm gì xong anh cứ được thề. Cho anh lấy bịch nước, uống nước. Ra uống trước. Ôi, chân chân mặt. Quần này có lấy chân mặt không? Không có gì á. Bố cho gì hết? Mà không cho gì mới cái chân. Thế này là được rồi. Được rồi. Lấy cái áo này làm cái mới này. Chưa? Rồi. Con về làm gì vậy? Con về. Con về làm gì? Cho con xin ít gạo. Chân cái gì? Trời nó kiệu mày. Con xin ít gạo. Con ơi, bố nói này nha. Con phải nghe bố nha. Chồng mày suốt ngày nát rượu này, bố cho con được bằng này nha. Bây giờ bố đi tìm nha. Vâng. Bố đi xem. Nào. Bố hỏi được thầy riêng. Gạo ở đâu nhà mẹ ơi? Chồng ơi, vợ ơi. Mày cầm cái này đi, cầm này cho bố đi, bố phải tìm gạo cho con nữa. Cho con nhiều một tí nhá. Có cái gì cho con nhiều, hai vợ chồng già tôi có làm ăn được nhiều cái gì. Gạo kia cho con một ít nữa. Ôi, cho con được bao nhiêu được bao đấy, hai vợ chồng già. Chồng con nát nhiều mà có phải con nát nhiều đâu. Cho con, con bố mới cho con. Úng này không có, cái gì không có. Nào, để bằng này mình đi nấu cháo với con này. Để mày bố sinh mẹ này mày ăn nha. Vâng. Chồng mày không làm ăn, mày không, mày cứ đi thôi. Con ít thế này con sao nấu đủ. Ôi, mày nấu cháo đủ mẹ con cũng mày ăn thôi. Đi. Mai mày suy nghĩ hai bố mẹ cũng làm ăn đến đưa đến chỗ rồi. Con đi về đi, con ơi. Con về đi. Chồng không biết làm ăn thì suốt ngày rượu chè này. Cho con ít thế này à. Bằng này có con này. Ôi, cái chảo cái bằng này nấu cháo ăn đây. Mai kia đi đào mài đào sắn ra đây. Đi. Con nuôi từ cái đầu mày như cái chút chi bằng này rồi. Con đi về đi, con ơi. Cọc ít quá. Rồi, ít cũng được rồi. Nhà ra đi. Để mai kia còn nấc nhậu nữa thì bảo bố đi. Về đi con nha, về nha. Nuôi con cháu làm ăn nha. Để cho các con cháu làm ăn nha. Chồng nấc kiểu này mai kia đi, bố thân con sau.
đi. Dậy đi. Dậy làm gì? Dậy đi, dậy nấu cơm ăn đi. Này, đây này xem đi, xem cơm nước đi. Đây. Đấy, đi xin lại bằng này thôi. Gì? Này, này, gạo này. Gạo này. Bố anh bảo được bữa này cho ấy, anh qua có em thôi. Anh bố anh bảo không cho, anh nát rượu quá. Mấy cái cục ta làm bao nhiêu lâu mà mày cứ tôi này. Bố bảo ăn đi làm thuê mà mua cái gì? Này à? Thì bố mà cái này bố cho em ăn thôi. Anh thì bố bảo anh đi đào sắn ăn. Bố bảo anh khác đi đào sắn về ăn.
Đâu chưa? Tôi nói cái này chắc cũng ngon.
Con đâu? 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 Con cái này chú cầm về nhá, mùi mình cũng buồn cũng trong một đi hay đi được này chú về nhá. Làm gì đây, kéo ta đi. Bảo đi làm không đi, bảo đi uống rượu suốt thế này. Cháu thông cảm nhé.
này thì cháu không phải đừng có ngại nhá. Đưa đây thích uống này, thank you.
Thank you.
Có túi bóng bán không? Có. Bán cho em 5.000. Ừ. Với lạng 5.000. Rồi. Nhà có nào bán không? Sao à? Đấy, còn đúng tại cuối có lấy loại này không? Có bao tiền nhé bạn này? Loại này á, loại này bây giờ tầm 100.000 thôi. Có mít chính không? Lấy mít chính. Chính á? Chính đây đẹp. Chính là tay gói này biết tay á. Cái này tầm 1
mệt không? Hush, baby. Gì? Có lao không á? Thank you.
Thank you.